Nếu như VinFast họ có cái trợ lý ảo VV, hay VinFast tôi nóng quá thì lúc này VV nó đọc là đã giảm điều hòa xuống mấy độ, tăng quạt gió ở mức thứ hai, mức thứ ba gì đó. Điều chỉnh ngôn ngữ hiển thị. Giảm nhiệt độ điều hòa. Đã giảm điều hòa xuống 2 độ. Còn với Honda thì nó sẽ có cái trợ lý thực hãy quay xe. Hey Honda, tôi muốn cảm biến lùi. Giờ mình mua 4 mắt cảm biến lùi giá 1 triệu rưỡi anh chị, bao gồm công lốc và sơn cùng màu với thân xe. Chứ xe này không có trang bị cảm biến lùi. Dạ. Nhưng mà bù lại, phần đuôi xe của nó khá giống với Boxer Macan. Lấy cái điểm này trừ cho cái điểm cảm biến. Và một điểm đáng tiếc trên HRV mà rất nhiều anh chị khách hàng phàn nàn, thậm chí là họ mắng luôn, đó là cái vị trí tay nắm cửa. Tại sao không thiết kế vị trí tay nắm cửa nằm phía dưới đây mà thiết kế giấu trên cái kính làm gì? Thì theo em nghĩ đây là một cái chi tiết mà Honda, không những là Honda Việt Nam mà Honda trên toàn cầu, họ muốn giữ lại một cái nét riêng cho Honda HR-V. Tức là mình sẽ ngược dòng lịch sử một chút, những cái dòng xe đời đầu như là Honda Logo 1996, Honda HR-V đời đầu 1998 thì nó chỉ có cái kiểu dáng thiết kế là hai cửa thôi anh chị. Ở phía sau nó không có cái cửa nào hết trơn, nó chỉ có duy nhất hai cửa. Mặc dù là chiếc crossover gầm cao nhưng mà nó chỉ có hai cửa. Thì em nghĩ đây là một cái chi tiết nó mang một cái tính hoài niệm, nó là một cái câu chuyện và là cả một cái kỷ niệm. Khi nhìn đến cái vị trí này, nhìn đến cái tay nắm cửa đặt trên cửa sổ thì anh chị nhớ ngay đến Honda HR-V. Dạ, xin được chào mừng tất cả quý anh chị. Cái tên Honda HR-V lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào năm 2018 với khá nhiều sự tranh cãi về mức giá bán. Tại thời điểm đó, Honda HR-V phiên bản cao cấp nhất có mức giá niêm yết là 866 triệu, một con số khá cao so với những đối thủ còn lại trong cùng phân khúc, điển hình như Ford EcoSport, Hyundai Kona. Sau này có thêm Kia Seltos và một đối thủ cực kỳ nặng ký là Toyota Corolla Cross. Trải qua 4 năm sóng gió với cái doanh số bán khá ảm đạm cùng với cái sự cạnh tranh khá khốc liệt trong cùng phân khúc, thì ngày 15 tháng 6 2022 vừa qua, Honda Việt Nam vừa tung ra thị trường một sản phẩm hoàn toàn mới, Honda HR-V All-New 2022, với mức giá bán chỉ từ 826 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn và 871 triệu cho phiên bản cao cấp, nhằm xây dựng lại một cái hình ảnh hoàn toàn khác của Honda HR-V trong lòng khách hàng tại thị trường Việt Nam. Vậy thì HR-V 2022 được trang bị những gì? Liệu mẫu xe này có đủ sức để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trong phân khúc crossover cỡ B hay không? Và ngay sau đây, mời anh chị cùng em chào đón Honda HR-V 2022, sẵn sàng cho mọi bất ngờ. Dạ, thì đầu tiên là về phần đầu xe của Honda HR-V thì có rất nhiều anh chị khách hàng nhận xét rằng nó khá giống với Mazda CX-5 và Toyota Corolla Cross bởi cái kiểu thiết kế mặt ca lăng. Cái lưới tản nhiệt này được làm dạng 3D. Và với Honda HR-V bản rẻ thì nó có rất nhiều cái chi tiết mạ chrome ngay cái phần này anh chị. Nên là khi mà mình nhìn từ xa vào HR-V, anh chị sẽ cảm nhận được liên tưởng đến một cái khối kim cương di động đang di chuyển trên đường. Rất sang trọng và rất phù hợp với lại cái tổng thể của xe. Tiếp theo vẫn có logo RS biểu tượng cho cái phiên bản cao cấp nhất của HR-V. Thì hiện tại những dòng xe của Honda phiên bản cao cấp nào cũng là bản RS hết anh chị. Có Brio RS nè, Honda City, Honda Civic và mới đây là Honda HR-V. Và nếu như không có gì thay đổi thì cái Honda CR-V anh chị, nếu như năm nay CR-V bỏ mẫu thì khả năng sang năm sau vẫn có CR-V bản RS dành cho anh chị luôn. Honda HR-V đời mới này thì nó vẫn sử dụng cái cụm đèn full LED, cả hai phiên bản, bản tiêu chuẩn cũng trang bị cái đèn full LED y chang vậy. Và nó sẽ có cái kiểu thiết kế khá giống với là Honda Civic, được chia ra làm 3 khoang, chứ nó không phải là cái kiểu thiết kế khá chung chung như giờ. Điển hình như Toyota anh chị có thể thấy là nó sẽ không có chia khoang giống vậy, mà nó sẽ rất là hay xài cái bóng bi projector anh chị, cái bóng bi dạng như bi cầu vậy đó. Dạ, thì theo em cảm nhận là cái đèn dạng khoang dày trong nó sẽ sang hơn, và khi mà anh chị đi đêm nhìn vào một phát thì nó có cái dạng như là nhận diện thương hiệu, nó sẽ xuất sắc hơn. Và với Honda HR-V với cụm đèn này thì anh chị khỏi cần phải thao tác bật tắt đèn hay là chuyển code pha gì cả, xe nó tự làm hết. Đó là cái chức năng đèn pha thích ứng thông minh trong cái gói hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing của Honda. Tức là anh chị chỉ cần để cái nấc đèn ở chế độ auto thôi. Khi cảm biến phát hiện mình đi chơi sáng, đèn tự động tắt. Và khi mà mình đi chơi tối hay mình vô hầm Thủ Thiêm á, thì đèn nó tự động bật. Và camera phát hiện nếu như phía trước không có xe, chuyển từ đèn code sang đèn pha. Nếu như camera phía trước phát hiện có xe thì nó tự động chuyển từ đèn pha
sang đèn code anh chị, rất hay. Và trường hợp khi mà anh chị chạy xe về nhà, mình tắt máy xe mà quên tắt đèn, thì trong vòng 15 giây đèn nó vẫn tự động sáng, xong rồi nó tắt, mình khỏi cần lo nó hết bình. Tức là khi anh chị tắt máy đèn nó vẫn sáng thì nó để rọi đường cho anh chị kiếm chìa khóa hay là cái gì đó để mở cửa vô nhà, xong rồi đèn nó tự động tắt. Rồi, rất hay phải không ạ? Và với HRV bản RS này thì duy nhất nó sẽ được trang bị cái xi nhan có cái hiệu ứng khá giống với Audi, đó là xi nhan chạy đổi anh chị. Một cái chi tiết rất nhỏ thôi, được lấy cái cảm hứng từ những cái dòng xe sang đã có từ rất lâu rồi. Và trong cái phân khúc những cái xe bình dân dưới 1 tỷ thì em chưa thấy có cái hãng nào mà có cái xi nhan chạy đổi đẹp giống HRV như vậy. Dạ, và phiên bản tiêu chuẩn HRV phiên bản L không có cái này nha anh chị. Nó chỉ là xi nhan nhấp nháy mà thôi, không phải là có cái hiệu ứng xuất sắc như vậy. Dạ. Tiếp theo thì về cái phần đèn gầm thì Honda HR-V vẫn được trang bị là cái đèn gầm một dãy LED với rất nhiều cái thấu kính trong đây. Thì cái chi tiết này nó khá giống với lại HR-V phiên bản tiền nhiệm. Với đời mới này thì HR-V nó đã được bổ sung thêm một cái chi tiết dạng như là cái body kit anh chị, một cái ốp cản trước trông nó rất là bề thế. Phần này nó là cái phần nhựa đen bóng và ở trên đây nó sẽ có một cái thanh mạ chrome trông rất là sắc sảo, nó giống như là một cái thanh kiếm nhật vậy đó, nó chạy dọc cái đầu xe, tạo ra một cái kiểu dáng gì đó nó rất hầm hố và khi mà anh chị nhìn vào đầu xe nó vuông vức và nó cực kỳ mạnh mẽ. Dạ, khi nhìn từ phần thân xe của Honda HR-V 2022 thì em tin chắc rằng sẽ có rất nhiều anh chị wow, thể thao quá. Dạ, rất thể thao. Mặc dù thân xe của HR-V đời mới này nó không được các cái chi tiết nhấn nhá cắt xẻ quá nhiều như là những cái dòng xe đối thủ của Hàn Quốc. Nó rất đơn giản, nó chỉ nhấn nhẹ một cái đường chạy từ cái phần đèn phía trước đến cái phần đèn LED ở phía sau mà thôi. Nhưng mà nó vẫn toát lên cái vẻ thể thao. Và khi anh chị nhìn về cái phần hông xe như thế này, nó rất giống với một chiếc Audi Q3. Em có để cái hình đó, anh chị có thể tham khảo ha. Và với HR-V bản cao cấp thì nó sẽ được trang bị cái la răng có kích thước là 18 inch với kiểu tàu hình 5 chấu kép trông rất đẹp. Và cái kiểu tàu hình 5 chấu kép này nó rất giống với lại cái chiếc Honda Civic phiên bản G thế hệ thứ 10, Civic G 2021 rồi đó anh chị. Thì nó sẽ khá giống với cái mâm này. Nhưng mà bản G của Civic thì nó chỉ là cái mâm 16 inch mà thôi. Còn HR-V RS này thì nó đã được trang bị cái mâm 18. Và hơi đáng tiếc, tức là nếu như mà Honda Việt Nam họ chiều khách hàng tại Việt Nam hơn, trang bị cái lớp Michelin giống với Civic RS hay là giống với CR-V thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Còn cái này nó chỉ được trang bị cái lớp là Yokohama mà thôi. Nhưng mà không sao, cái lớp Yokohama này thì anh chị đi nó cũng khá là êm ái và nó cũng rất đáng cái đồng tiền rồi. Gương chiếu hậu trên Honda HR-V thì nó sẽ là sơn cùng màu với thân xe, vẫn có các chức năng cơ bản như là gập tự động nè, chỉnh điện, gập điện rồi tích hợp xi nhan gương thôi. Dạ, thì khi mà anh chị khóa cửa thì gương nó tự động xếp vào, nó cũng rất đơn giản. Còn những cái hãng mà theo em đánh giá về cái chức năng gương mà nó nổi trội đó là Toyota. Toyota thì về cái option trên gương em thấy nó khá là nhiều, như là Toyota Cross hay là Toyota Altis á, thì nó sẽ có cái cảnh báo điểm mù gương, khi mà xe nào bên cạnh vượt thì nó sẽ nhấp nháy đèn vàng ở trên đó, nó báo cho cái người lái. Và thứ hai nữa thì họ sẽ có, khi mà anh chị vô số lùi á thì cái gương nó tự động cụp lại, tự động điều chỉnh cái góc chiếu khi mà mình vô số lùi. Và cái thứ ba đó là cái camera 360 độ, một cái option mà cũng rất được lòng các anh chị khách hàng tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà trên HR-V sẽ không được trang bị cái camera 360. Cái gương chiếu hậu trên HR-V chỉ có một cái điểm nổi bật, tức là bên cái gương bên phụ thì nó sẽ có cái camera lane watch, cái cam cặp lề khi anh chị xi nhan phải hoặc mình bấm vào chức năng camera lane watch, nó sẽ truyền dữ liệu camera vào trong cái màn hình giải trí 8 inch bên trong xe. Dạ, chỉ có duy nhất chức năng đó thôi. Và phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có cái camera bên đó, chỉ có duy nhất bản RS mới được trang bị camera cặp lề. Dạ. Tay nắm cửa trên HR-V thì cả hai phiên bản nó đều được sơn cùng màu với thân xe và vẫn có cái chức năng là cảm biến động mở cửa. Tức là bây giờ xe em đang khóa, em muốn mở xe nhưng mà em không bấm các cái nút trên chìa, thì bây giờ em chỉ cần bỏ chìa khóa theo người cách xe khoảng tầm 0.5m, em rà tay vô cái hốc cửa, cảm biến nó nhận được và bây giờ gương xòe ra em mở cửa. Rồi, bây giờ xe em mở cửa rồi, em muốn khóa xe thì em chỉ cần chạm tay lên cái vân trên đây, xe nó khóa cửa và gương nó tự động cụp vào. Rất sang trọng anh chị, rất hay. Và cái khoảng sáng gầm xe của HR-V đời này nó cũng đã được cải thiện khá nhiều, lên đến 181mm, một con số khá lý tưởng để anh chị đi chinh phục các con đường khó khăn tại thị trường Việt Nam. Và một điểm đáng tiếc trên HR-V mà rất nhiều anh chị khách hàng phàn nàn, thậm chí là họ mắng luôn, đó là cái vị trí tay nắm cửa. Tại sao không thiết kế vị trí tay nắm cửa nằm phía dưới đây mà thiết kế giấu trên cái kính làm gì? Thì theo em nghĩ đây là một cái chi tiết mà Honda, không những là Honda Việt Nam mà Honda trên toàn cầu, họ muốn giữ lại một cái nét riêng cho Honda HR-V. Tức là mình sẽ ngược dòng lịch sử một chút, những cái dòng xe đời đầu như là Honda Logo 1996, Honda HR-V đời đầu 1998 thì nó chỉ có cái kiểu dáng thiết kế là hai cửa thôi anh chị.
Ở phía sau nó không có cái cửa nào hết trơn, nó chỉ có duy nhất hai cửa. Mặc dù là chiếc crossover gầm cao nhưng mà nó chỉ có hai cửa. Thì em nghĩ đây là một cái chi tiết, nó mang một cái tính hoài niệm, nó là một cái câu chuyện và là cả một cái kỷ niệm. Khi nhìn đến cái vị trí này, nhìn đến cái tay nắm cửa đặt trên cửa sổ thì anh chị nhớ ngay đến Honda HR-V. Và trước khi đi vào giới thiệu phần đuôi xe của Honda HR-V thì em sẽ có một cái câu nói khá là tâm đắc dành cho anh chị. Tức là nếu như VinFast họ có cái trợ lý ảo VV hay VinFast tôi nóng quá, thì lúc này VV nó đọc là đã giảm điều hòa xuống mấy độ, tăng quạt gió ở mức thứ 2, mức thứ 3 gì đó. Điều chỉnh ngôn ngữ hiển thị. Giảm nhiệt độ điều hòa. Đã giảm điều hòa xuống 2 độ. Còn với Honda thì nó sẽ có cái trợ lý thực hãy quay xe. Hay Honda, tôi muốn cảm biến lùi. Giờ mình mua 4 mắt cảm biến lùi giá 1,5 triệu anh chị, bao gồm công lắp và sơn cùng màu với thân xe. Chứ xe này không có trang bị cảm biến lùi. Dạ. Nhưng mà bù lại, phần đuôi xe của nó khá giống với Boxer Macan. Lấy cái điểm này trừ cho cái điểm cảm biến. Nếu như anh chị thấy phần thân xe của Honda HR-V mình liên tưởng ngay đến Audi Q3, thì đuôi xe của Honda HR-V sẽ giúp cho anh chị liên tưởng đến Boxer Macan. Rất đẹp mắt. Và khi đi ban đêm, nếu như anh chị không nhìn thấy logo Honda thì anh chị cứ nghĩ đây là một chiếc Boxer thôi, chứ không phải là một chiếc xe Nhật tầm tiền dưới 1 tỷ đâu. Và đây cũng là một trong những kiểu thiết kế đang là hot trend, top xu hướng ở thời điểm hiện tại. Quá đẹp anh chị. Và theo em nghĩ là những anh chị mà hay chốt xe HR-V á, cái đèn đuôi này nó đã chinh phục được anh chị rồi, không cần đến những cái chi tiết khác. Dạ, về tính năng an toàn thì HR-V 2022 cả hai phiên bản không được trang bị cảm biến lùi, nhưng mà nó sẽ được trang bị cái camera lùi ba góc quay, bao gồm góc 180 độ quan sát rộng nè, góc 130 độ và góc 90 độ chiếu từ trên trời chiếu xuống. Và một cái điều rất đáng tiếc nữa là HR-V sẽ không được trang bị cái cốp chỉnh điện, mà nó chỉ là cái cốp chỉnh cơ thôi anh chị. Một cái cốp chỉnh cơ thôi. Điều này thì cũng có rất nhiều anh chị phàn nàn. Họ kêu là nếu như mà HR-V cắt cửa sổ trời cũng được, nhưng mà có cốp điện, có sạc không dây thì giờ tăng giá lên 20 triệu họ mua họ vẫn rất hài lòng, chứ họ không có bất kỳ phàn nàn hay gọi là ngáo giá nữa. Và với cái cốp chỉnh cơ này thì mình ra ngoài anh chị có thể nâng cấp lên cái cốp điện vẫn được, tại vì trong hãng hiện tại nó không có cái option nâng cấp cốp điện. Cái cốp cơ này anh chị ra ngoài nâng cấp á, thì họ sẽ đổi hai cái ti đẩy này bằng một cái ti điện, trông nó sẽ to hơn. Và ở phần cái tay nắm đóng mở cốp dưới đây nè, thì họ sẽ trang bị cho anh chị một cái nút bấm. Mình bấm cái nút đó thì cốp nó tự động xuống, tăng cái vẻ sang trọng cho cái chiếc xe lăn bánh tròn 1 tỷ ở thời điểm này. Tức là lăn bánh dữ lắm thì giấy tờ luôn nó tầm khoảng tầm 980 thôi anh chị. Nhưng mà khả năng mình mua phụ kiện này kia thì nó làm tròn khoảng tầm 1 tỷ. Với phần cốp xe của HR-V, một cái dòng xe crossover 5 chỗ gầm cao, nên là anh chị có thể thấy là phần cốp nó cũng khá là rộng rãi. Thì cái cốp zin này thì nó chỉ là cái phần nỉ thôi, nên là được anh chị có thể mua thêm cái lót cốp chính hãng của Honda Việt Nam. Nó là cái khay nhựa, nó vừa khít với cái này luôn. Nên là khi anh chị mở cốp lên thì nó tăng cái độ thẩm mỹ cho phần cốp xe của mình. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình để các cái đồ vật nặng nhọc, mình để các cái đồ vật mà nó ướt anh chị, thì nó đã có cái khay này nó chịu rồi, chứ không có bị thấm xuống cái sàn này gây hôi chiếc xe. Và một cái điều mà rất nhiều anh chị khách hàng phàn nàn nữa, đó là về cái lớp sơ cua. Cái lớp dự phòng nó chỉ là cái bánh sắt thôi anh chị, chứ không phải là cái bánh một một, cái bánh mà có cái mâm như những cái bánh đang gắn trên xe. Nhưng mà không sao, với những cái hãng xe Nhật khác như là Toyota Altis thì nó vẫn sử dụng cái bánh mâm sắt nè. Với Toyota Cross thì theo em tìm hiểu thì nó vẫn sử dụng cái bánh mâm sắt này. Và Mazda CX-5, một cái chiếc xe gầm cao cỡ C, thì nó vẫn sử dụng cái bánh sơ cua có mâm sắt luôn, chứ không phải riêng Honda HR-V. Và cái chi tiết này khi mà anh chị có gặp cái sự cố thì mình có thể thay vào để mình chạy tạm đến cái nơi khắc phục cái lớp. Còn nếu như mà giờ nó trang bị cái lớp cùng với những cái bánh xe kia luôn thì anh chị sẽ bị quên. Lỡ như một ngày nào đó mình bị bể bánh nữa thì giờ mình không còn bánh sơ cua đâu mình thay. Tiếp theo là một trong những cái điều mà rất nhiều anh chị khách hàng họ đang quan tâm. Tức là nhiều anh chị kêu là HR-V là một trong những cái mẫu xe của Honda nó lỡ cỡ phân khúc, tức là nó không phải là cỡ B mà nó vừa tiệm cận C mà nó cũng phải cỡ C nữa, nó nằm ở giữa anh chị, dạng như B cộng và C trừ vậy đó. Và hiện tại HR-V đang là được định nghĩa trong cái phân khúc là crossover cỡ B, nhưng mà mức giá tiền của nó gần như tiệm cận một vài chiếc hạng C bản tiêu chuẩn luôn rồi. Và điều thứ hai mình muốn nói đến anh chị đó là về phần động cơ. HR-V mặc dù là một chiếc xe hạng B trong phân khúc này thì nó có Kia Seltos nè,
nó có Mazda CX-30 và nó có Toyota Cross. Dạ. Nhưng mà đây là một cái chiếc xe được trang bị khối động cơ 1.5 lít turbo tăng áp duy nhất trong phân khúc, và nó có cái công suất cực đại và cái mô men xoắn là mạnh nhất trong phân khúc này. Với động cơ 1.5 turbo tăng áp của Honda HR-V, nó sản sinh công suất cực đại là 174 mã lực và mô men xoắn cực đại là 240 Nm, mạnh nhất phân khúc, và nó đang vượt trội hơn so với những động cơ 2.0 của Mazda CX-5, động cơ 2.0 trên Kia Sportage vừa ra mắt. Thì anh chị có thể thấy rằng đây là một cái khối động cơ có cái công suất cực đại lớn hơn động cơ 2.0 hút khí tự nhiên trên những dòng xe khác, và nó có cái lượng tiêu hao nhiên liệu chỉ bằng cái động cơ 1.5 của Honda City mà thôi. Honda City thì cục máy 1.5 nó chạy được khoảng 6,72 lít trên 100 km đường kết hợp. Dạ, rất tiết kiệm. Và khi anh chị lái HR-V vào những dòng xe khác của Honda thì cái cảm giác đầu tiên của mình đó là phấn khích và sự đầm chắc khi đi tốc độ cao và khi vào cua. Dạ, trước khi bước vào khoang nội thất của Honda HR-V bản cao cấp nhất năm 2022 á, thì em sẽ có cái vài cái lưu ý dành cho anh chị. Tức là những anh chị nào mình là fan của những dòng xe Hàn Quốc, đặc biệt là mình mê cái thiết kế của những cái mẫu xe Hàn Quốc quá, thì khi bước vào khoang nội thất của HR-V anh chị sẽ bị sốc. Dạng như là một cái thế kỷ 19 và một cái thế kỷ 21 vậy đó anh chị, nó sẽ khác biệt hơi xa. Nhưng khác xa ở đây là chỉ so với những cái chiếc xe Hàn Quốc thôi, nhưng mà so với những cái chiếc xe Nhật trong phân khúc như là Mazda CX-30, kể cả Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross, thì HR-V vẫn có cái gì đó nó rất sang trọng. Dạ, đầu tiên thì thôi em đi với anh chị về cái phần ghế ngồi. Ghế ngồi trên bản RS nó sẽ được trang bị cái ghế da chỉnh điện 8 hướng và nó sẽ có các cái đường khâu chỉ đỏ. Thì trên HR-V phiên bản L bản tiêu chuẩn thì nó chỉ được trang bị cái ghế da mà thôi, nhưng mà không được trang bị chỉnh điện, nó vẫn còn là cái chỉnh cơ. Khi một cánh cửa này đóng lại thì cái cánh cửa khác nó sẽ mở ra. Và khi anh chị đóng cửa Honda HR-V bản RS thì trong cái màn hình nó sẽ hiện lên chữ RS màu đỏ cùng với cái âm thanh nghe rất thích tai, cực kỳ sung sướng anh chị. Và với cái vô lăng hoàn toàn mới trên HR-V này thì thiết kế nó cũng khá là ngộ nghĩnh, cũng là vô lăng ba chấu đó, nhưng mà ngay cái phần mà cái còi xe, ngay cái túi khí á, thì nó sẽ được thiết kế cái dạng hình tròn, nó giống như lấy cái chén úp lên vậy đó anh chị, chứ nó sẽ không mà góc cạnh như là Honda Civic. Và cái vô lăng này thì nó vẫn có đầy đủ các cái chức năng, vẫn có các cái con lăng nghe cuộc gọi, từ chối cuộc gọi, ra lệnh Siri. Và phía bên tay phải này thì nó có các cái chức năng trong cái gói Honda Sensing, hỗ trợ giữ làn đường nè, rồi bấm đuôi giữ khoảng cách với xe phía trước, rồi chỉnh khoảng cách xa gần ở trên đây, nó cũng rất là đầy đủ. Lẫy số vô lăng được trang bị trên HR-V bản cao cấp và kể cả bản L vẫn được trang bị cái lẫy số vô lăng này. Phía bên trong thì nó sẽ được trang bị cái màn hình thông số kỹ thuật là 7 inch, nó khá giống với lại cái màn hình trên Civic G 2022 và rất giống với cái màn hình trên Honda Accord. Nửa cơ nửa điện tử, trong cái độ hiển thị nó cũng rất là đẹp anh chị. Và kế bên đây á, thì nó sẽ có cái màn hình giải trí có kích thước là 8 inch, và cái màn hình này nó rất giống với lại cái màn hình trên Honda City. Thì nhiều anh chị chê cái nội thất là chê cái màn hình thôi, còn những cái điểm còn lại thì họ tạm chấp nhận được với một chiếc xe Nhật. Nhưng mà cái điều cái màn hình á, là một trong những cái chi tiết trong nội thất mà rất nhiều anh chị khách hàng không thích. Nó thiết kế giống như là cái truyền hình hồi xưa anh chị, cái truyền hình mà dài thòn như này, chứ không phải là cái màn hình LED. Nhưng mà bây giờ cái kiểu thiết kế này theo em nghĩ là nó đã quá lỗi thời rồi, nhưng mà không sao, một chiếc xe Nhật mà họ ưu tiên cái gì đó nó thực dụng, thì cái màn hình này nó vẫn cho anh chị cái độ sáng, cái độ tương phản nó cũng khá đẹp đó. Và mình sẽ được kết nối Bluetooth nè, Apple CarPlay, Android Auto, và sẽ nghe nhạc với lại 8 loa giải trí, 8 loa. Và cái hệ thống âm thanh trên HR-V thì bữa nào em sẽ bật thử một bài nhạc và phát lên cho anh chị nghe cùng. Rồi, tiếp theo phía dưới đây là cái cụm điều khiển nhiệt độ dàn lạnh. Thì điều hòa trên phiên bản RS á, nó sẽ là điều hòa tự động hai vùng độc lập, và các cái núm vặn như thế này thì nó không khác gì trên Honda City, cũng là một cái chiếc xe cỡ B nhưng mà là sedan, còn HR-V nó là cỡ B crossover tầm cao, mang rất nhiều cái chi tiết trên đàn em Honda City anh chị nha. Cụm cần số thì nó cũng đã được thiết kế, và các cái chi tiết này nó được làm bằng da mềm, nhựa cũng là nhựa mềm chứ không phải là nhựa cứng đâu anh chị, nên là cảm giác nó cũng là khá là dễ chịu đó. Và ngay cái chi tiết khu vực cần số này nó
nó bo lại, nhìn nó bao bọc lại trong khá là giống với lại những cái cần số trên những cái chiếc phi thuyền. Và rất đáng tiếc là cái sạc không dây nó đã bị cắt bỏ rồi, nó không có sạc không dây. Phía dưới đây là cái cần số của nó thì nó chỉ có 4 số thôi, số B, R, N và D thôi. Còn các chế độ lái thì nó sẽ tích hợp qua cái nút drive mode ở trên đây. Anh chị sẽ di chuyển cái này, mình sẽ có Sport, Normal và Econ. Khi mà qua Econ thì chiếc xe mình sẽ êm dịu lại vì điều hòa nó cũng hơi mang mát lại. Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động là những cái chức năng đã có trên HR-V từ đời 2018 rồi. Nhưng mà thời điểm hiện tại năm 2022 trong phân khúc này vẫn có những xe sử dụng cái phanh tay cơ truyền thống, đó là Toyota Corolla Cross. Cái option cửa sổ trời toàn cảnh nó đã bị cắt đi rồi. Thì cái cửa nóc này nó đã được trang bị bên thị trường Malaysia và thị trường Thái Lan. Và tại thị trường như là Singapore nè, Philippines và Việt Nam thì không có cái cửa sổ trời trên đây. Một cái chức năng khi có thì rất ít khi sử dụng, nhưng mà không có thì cái xe của mình nó khi mà anh chị nhìn chạy ngoài đường mà nhìn từ trên lầu nhìn xuống thì nó sẽ không có cái độ sang. Và thứ nhất, thứ hai nữa là cái không gian trong xe nếu như có cái cửa sổ trời thì nó sẽ tăng cái độ coi như là thoải mái hơn và nó sẽ có cái gì đó nó thích thú hơn. Dạ, bước vào cái không gian nội thất của cái hàng ghế thứ hai thì chạng người em khoảng tầm 1m75. Thì em ngồi vô thì nó vẫn có cái cảm giác rộng rãi. Và khi mà mình ngồi cái cảm giác như là hưởng thụ hơi phè phẩn chút thì nó vẫn có cái sự thoải mái, vẫn có cái sự rộng rãi nhất định. Với cái khoảng trống từ cái đầu gối cho đến cái hàng ghế thứ nhất thì tầm khoảng gang mấy tay. Nhưng mà khi anh chị đi full tải mà nhét người ngồi chính giữa thì nó sẽ bị đụng đầu anh chị. Nó sẽ bị đụng cái trần. Dạ, đụng trần rồi. Chỉ có ngồi hai bên thì em nghĩ là nó sẽ được hơn. Nhưng mà ở đây nó chỉ là được thôi, chứ nó không phải là gọi là quá rộng rãi. Tại vì trong phân khúc này, khi anh chị có dịp ngồi Toyota Cross thì nó cũng 80 với HR-V thôi, chứ không phải là HR-V đây nó chật hay là cái gì đâu. Nó đã được trang bị cái cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai rồi. Còn cái phiên bản tiền nhiệm HR-V đời trước thì nó sẽ không có cái cửa gió này. Và cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai vẫn được trang bị trên cả hai phiên bản. Bản L, bản tiêu chuẩn vẫn được trang bị chức năng này. Túi khí trên Honda HR-V bản cao cấp thì nó sẽ được trang bị 6 túi khí, bao gồm túi khí ở vô lăng nè, túi khí ghế người lái, túi khí ở bên ghế hành khách là 3 túi, túi thứ tư là ở bên phía trước mặt hành khách và hai cái túi khí rèm chạy dọc hai cái kính là 6 túi khí. Với phiên bản L, phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ trang bị có 4 túi khí mà thôi anh chị. Và cuối cùng là những cái điểm nâng cấp khá hay trên Honda HR-V 2022 mà em muốn giới thiệu đến anh chị. Đầu tiên đó là về cái chức năng để nổ từ xa. Sử dụng cho những cái trường hợp khi mà anh chị đậu xe ngoài gara, mình đậu xe ở quán cà phê mà chuẩn bị khoảng 5 đến 7 phút nữa mình lên xe mình di chuyển, mà mình muốn xe mình nó lạnh trước, mình lên xe nó dễ chịu hơn, thì anh chị có thể sử dụng chức năng này. Đầu tiên anh chị bấm khóa xe một lần. Lần hai anh chị bấm và giữ nút để nổ từ xa khoảng tầm 3 giây thì lúc này xe nó tự động nổ máy. Dạ đây. Nó tự động nổ máy rồi anh chị. Và lúc này điều hòa bên trong xe nó tự động bật. Nếu như mình không đụng chạm gì vào xe hết, xe nó tự động nổ máy trong vòng 10 phút nó tắt. Hết 10 phút nó tự động tắt nha. Và nếu như mình muốn nó tắt máy sớm 10 phút thì anh chị bấm và giữ nút đề nổ thì xe nó sẽ tự động tắt máy từ xa luôn. Và những cái điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên HR-V mới này, đó là về cái phần kính trước. Đây không phải là một cái kính bình thường, mà nó là một cái kính cách âm anh chị. Theo công bố của Honda thì đây là một cái kính cách âm. Và thứ hai nữa thì cái khung gầm của HR-V đời mới này thì nó cũng đã được phun một cái vọt xốp để tăng cái độ cách âm lên, giống như cái công nghệ trên Mercedes-Benz C-Class vậy đó. Có trang bị kính cách âm đó, khung xe nó có phun bọt cách âm đó, nhưng mà về cái chế độ vận hành, về cái độ êm ái nó có cải thiện hơn so với HR-V bản tiền nhiệm hay không thì mình cần phải đợi thời gian trả lời anh chị. Tại vì đây là cái chiếc xe mà em cũng chưa được trải nghiệm nhiều. Em cũng không có biết được xe nào nó ồn hay là nó cải thiện êm hơn so với đời trước. Thì sau này rất mong là có cái dịp để chia sẻ với anh chị về cái chế độ vận hành trên Honda HR-V. Và trên đây cũng là một cái clip review chi tiết về HR-V 2022 bản RS, bản cao cấp nhất màu trắng ngọc trai. Em đã có làm một cái clip sơ sơ về cái HR-V RS màu trắng bạc rồi, nên là anh chị có thể click vào kênh xem ủng hộ em. Đừng quên bấm like, một đăng ký và một chia sẻ giúp em có những cái động lực ra mắt thêm nhiều clip hay gửi đến với anh chị. Và xin chân thành cảm ơn anh chị đã xem và đã ủng hộ Hải Honda Auto Long An đến thời điểm hiện tại. Và kính chúc anh chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an trong cuộc sống. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo.